Trước hết xin mời cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng tất cả vị khách quý cũng như vị cha chung của giáo phận đã hiện diện trong đêm thánh hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức và toàn thể gia đình dân Chúa Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, chúng con được hân hoan trước hết đón mừng Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Chúng con được hân hạnh tiếp đón quý chức sắc của các tôn giáo đạo hữu, đại diện cho các đạo hữu cao đài. Một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới thịnh vượng đến tất cả mọi người. Đó là lời chúc. Lời thứ hai của tôi là lời cầu. Tôi nguyện cầu cho cái tình huynh đệ ở trong lòng mỗi người được mở rộng ra trong lối xóm láng giềng thân thuộc và đồng bào, đặc biệt ở trong thành phố này, để cái tình huynh đệ nó lan ra khắp nơi nơi á, để mọi gia đình, mọi người hưởng được cái quà tặng của Chúa làm người mang đến, đó là cái quà tặng Giáng sinh, đó là cái sự bình an và cái sự thịnh vượng trong năm mới. Xin hết lời. Chúng con xin lấy lòng cảm ơn Đức Hồng Y. Và hôm nay một nhân vật quan trọng mà chúng con phải giới thiệu, đó là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám đốc Trung tâm và cũng là trưởng ban tổ chức của đêm thánh hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay để chào mừng Đức cha phụ tá Phêrô. Và bên cạnh ngài có Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả cũng đến tham dự hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay.